Cô chào các em học sinh khối 9 của trường Chu Văn An. Còn 2 tuần nữa là các em bước vào kỳ kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1. Nên hôm nay cô sẽ giúp các em ôn lại một số kiến thức trọng tâm của chương trình lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay nhé.